Nhân cái dịp mà có một cái đại dịch rất là nguy hiểm xuất hiện, có cái tên gọi là virus Vũ Hán, nguồn gốc nơi phát sinh đầu tiên trên thế giới, và tên chính thức khoa học của virus này là virus Corona virus. Thì đặc điểm có loại virus đây là một trong những cái tính chất nguy hiểm của nó là nó gây viêm phổi cấp rất là nặng cho tất cả mọi người chúng ta. Và tốc độ lây lan thì rất nhanh, bởi vì đây là một loại virus lây lan qua đường hô hấp, thông qua các cái hạt. Khi mà người bệnh hoặc những người lành nhưng mà mang vi khuẩn, mang virus chưa đến thời kỳ phát bệnh, thông qua những cái việc hắt hơi, những cái dịch tiết của đường hô hấp thì có thể lây truyền qua không khí, qua tiếp xúc cho tất cả mọi người. Cho nên việc phát tán virus với theo đường hô hấp thì rất là nhanh như các bạn đã biết. Vì vậy công tác phòng chống dịch là hết sức cấp thiết và có tính chất thời điểm quyết liệt ngay từ đầu, tránh để lây lan theo cấp số nhân từ người này qua người kia. Vì thế cái công tác mục tiêu cuối cùng của chúng ta là ngăn chặn được đại dịch. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải, thứ nhất là phải ngăn chặn lây lan từ người này sang người khác một cách hiệu quả. Cái thứ hai nữa là phòng cho chính bản thân cá nhân của chúng ta. Và cái thứ ba nữa là mọi người phải có ý thức bảo vệ cộng đồng, tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân thông qua các chế độ dinh dưỡng, làm việc để làm sao tăng cường được sức đề kháng, tránh những cái sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuya, bia rượu để ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng là một cái yếu tố mà làm cho virus có cái điều kiện để mà phát tác gây bệnh cho chúng ta. Về phòng chống đại dịch cho mỗi cá nhân thì như các bạn đã biết là mỗi chúng ta đều phải có ý thức phòng chống, phòng bệnh cho mình, phòng mỗi người, phòng bệnh cho mình, cũng là phòng bệnh cho cả cộng đồng. Việc đầu tiên là ngăn chặn lây lan qua đường hô hấp bằng cách hữu hiệu và nhanh chóng kịp thời là chúng ta đeo khẩu trang đúng cách. Cái thứ hai là chúng ta hạn chế đến các cái nơi đông người như là hội chợ, như là các cái hội họp vui chơi, các nơi tập trung đông người chúng ta nên hạn chế đến nơi đó, và nếu có việc bắt buộc phải đến chúng ta phải đeo khẩu trang đúng cách. Cái thứ ba, vệ sinh cá nhân thì chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng nước khử trùng hoặc là xà bông sát khuẩn, bởi vì cái lây theo qua đường tiếp xúc, cho nên chúng ta phải bắt buộc phải thực hiện công tác vệ sinh, rửa tay nhiều lần, nhất là khi chúng ta đi ra những nơi công cộng hoặc là sau khi tiếp xúc với lại những cái đối tượng mà chúng ta chưa biết là người bệnh đó, người đó có bệnh hay không, và rửa tay tay bằng nước sát khuẩn hoặc xà bông nhiều lần trong ngày. Đặc biệt khi chúng ta hắt hơi, sổ mũi, khạc nhổ là tuyệt đối không phải có ý thức. Chẳng hạn như hắt hơi chúng ta sẽ là che tay áo để cho các cái chất tiết trong đường hô hấp văng ra, sẽ hạn chế khuếch tán các cái chất tiết đó trong không khí. Bởi vì như các bạn đã biết là cái tốc độ hắt hơi một cái hạt có thể bắn ra với vận tốc 80 km/h, ở cự ly 2 m thì hoàn toàn có thể chúng ta sẽ bị nhiễm. Do vậy mà tất cả chúng ta cần lưu ý những cái đặc điểm như thế để mà hạn chế làm các cái sự lây lan, nên đứng cách xa những cái người mà nghi ngờ hoặc những nơi đông người từ 2 m trở lên. Virus hiện nay là chưa có thuốc đặc trị và vaccine cũng đang trong quá trình là thử nghiệm sản xuất, nên cái việc mà nâng cao sức đề kháng cho bản thân mỗi cá nhân thì cũng là điều rất là quan trọng để mà cơ thể tự đề kháng chữa bệnh. Bởi vì như chúng ta biết virus này sẽ bị phát triển theo chu kỳ trong vòng 2 tuần là đỉnh điểm có thể gây bệnh, nhưng sau đó chu kỳ này giảm đi. Trong quá trình phát bệnh như thế, nếu cơ thể chúng ta khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt thì hạn chế được rất nhiều cái độc lực của virus, cũng như là hạn chế rất nhiều tình trạng bệnh sẽ nặng lên, là chúng ta có thể được chịu đựng được và
kết hợp với điều trị có thể chúng ta sẽ vượt qua được. Lưu ý là cái khâu mà nâng cao sức đề kháng của bản thân rất là quan trọng. Vì vậy các bạn nên chế độ dinh dưỡng đủ calo, làm việc môi trường không quá sức, hạn chế thức khuya, hạn chế bia rượu và đặc biệt là những cái chế độ mà dinh dưỡng làm tăng sức đề kháng chúng ta, chẳng hạn những cái trái cây mọng mà có vị chua như là cam, chanh, bưởi đều có khả năng là cung cấp lượng vitamin C thực vật và hoạt tính rất là tốt để trong việc nâng cao sức đề kháng. Thank you.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.